Cháu mới cháu một cái đùi. Hôm nay Lý ăn cơm thăm trên trang trại, thẩm món thịt gà đen để mai kia sẽ mang về để nuôi giống gà này nhé các bạn. Đấy. Rồi mời cả nhà nhá. Hậu làm mẫu đi, ăn chơi. Bị cay mắt rồi. Mời cả nhà nhá. Đấy. Chầm chéo. Mời cả nhà. Chào mừng Ngọn quay trở lại với kênh Hoa Ban Tây Bắc News của mình. Trên tay mình đang có một con gà đen nhé các bạn, chân đen, mặt đen, tất cả mình thấy đều đen hết. Mình đang chuẩn bị nuôi cái giống gà đen này, mình đã đi mua về một con để mổ ăn thử nhé các bạn. Đó, nếu mà ngon thì mình sẽ nuôi thêm cả cái giống gà này ở trên trang trại của mình. Đây, con gà này lát nữa mình sẽ làm sạch lông, luộc nó lên để ăn với món chấm với nước thần thánh chẩm chéo Tây Bắc của mình nhé các bạn. Mời các bạn theo dõi cái video của mình. Con gà của mình thì được gần 2 tháng rồi, cũng khá là lớn được các bạn ạ. Bây giờ là chuẩn bị vào đàn mới thôi. Mình sẽ vào đàn gà đen này và một đàn nữa là gà mía sân Tây nhé các bạn, để bán Tết. Đấy. Còn con gà của mình thì được con gần 8 lạng một cân rồi. Đây. Gà mình thì thả lên trên đồi cho nó ăn thì cũng khá là ít thôi các bạn, cho nên ăn cỏ bắt sâu bọ ở trên quả đồi này thôi. Mời cả các bạn theo dõi cái video của mình nhá. Hôm nay một buổi tối sẽ ăn con thịt con gà đen này các bạn ạ. Gà này thả giá thành nó cũng khá là cao, mình cũng mua ở trên trang trại có anh em nuôi thử nghiệm trước rồi. Đấy, bây giờ này mình sẽ thử xem thịt của nó như nào. Nếu mà nó ngon thì mình sẽ lại nuôi giống gà này để bán nha các bạn. Đấy. Gà cũng khá là nặng, chắc thịt con ạ. Mang đi làm lông nhá. Con gà này nhìn rất là chắc chắn các bạn ạ. Thịt của nó thì từ da thế đen xì hết tất cả toàn bộ con gà luôn. Đúng là con gà đen thật. Lát nữa ăn thịt nó không biết nó sẽ như thế nào. Rất là nhiều anh em ở trên comment này bảo mình nuôi con gà này các bạn ạ. Mình sẽ phải chuyển sang nuôi gà này. Bởi vì cái nó ít dịch bệnh với cả thịt nó ngon, giá cả nó đắt, bán dễ nữa các bạn ạ. Đó, mình đã vặt lông xong đây, toàn thân màu đen, thịt của nó thì chắc là màu đen nốt luôn rồi. Gà này không đáng nuôi đấy các bạn ạ. Đây, thì mình sẽ luộc nó lên nhá. Khả năng là cái món gà luộc của mình sắp chín rồi các bạn ạ. Đây, sôi hùng hục rồi. Đấy. Bây giờ là mình sẽ bỏ xuống thôi để ăn cơm thôi. Hôm nay là có hai cháu ở dưới bản lên ăn cơm thăm nhá các bạn. Đi chơi xong là ăn cơm thăm. Gà đã chín rồi các bạn ạ. Cái đầu của nó thì mình cắt ra rồi.
Thì con gà chín thì thịt nó vẫn thế các bạn, da nó vẫn thế, vẫn đen xì xì, cả cái bộ lòng của nó cũng đen luôn các bạn. Đấy, xương đen, thịt đen. Rồi bạn, xin chào các bạn. Chào các bạn. Đây, hôm nay mình sẽ làm chẩm chéo với cả gan gà nhá. Cho một lượng chẩm chéo vừa đủ. Rồi lát thì sẽ cho ít nước luộc gà vào. Ra cùng với gan của con gà nhá các bạn. Đó. Mình có lọ nhỏ và lọ to. Đây. Lọ bé như này là 20k nhá. 20k để cho các bác dùng thử. Lọ bé như này thì lọ to thì lọ to là 60k. 60k. Đây, lọ bé này là 20k nhá. Dùng cái cối để giã thì nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà dùng thìa nó sẽ lâu quá ạ. Ngoài chẩm chéo ra thì mình có dao mèo Tây Bắc này, rồi đồ ngâm rượu nha các bạn. Các bạn kết bạn Zalo, gọi trực tiếp qua số điện thoại của mình là 0359546154 nha, để đặt hàng. Mình có táo mèo, mũ tần ngọc cẩu, bạc kích khô, có đá đắng trị dạ dày các bạn ạ, rất là nhiều sản phẩm luôn. Sau khi giã xong cho nước thì nó sẽ được như này, để chấm với thịt gà tuyệt vời các bạn ạ. Tim gà cũng màu đen luôn. Tay rửa sạch rồi nhá. Đấy, cho hai cháu mới cháu một cái đùi. Hôm nay Liên ăn cơm thăm trên trang trại, thẩm món thịt gà đen để mai kia sẽ mang về để nuôi giống gà đấy nhá các bạn. Đấy. Đấy, tay chắc là con gà này nó sẽ dài hơn đấy, dài hơn gà ta mình đúng không? Nóng. Rồi, hai mỗi người một cái. Hậu thì chọn là cái nào cũng cánh à? Đấy, vẫn còn chỗ này. Anh ăn cánh à? Rồi, ăn cái gì cũng được, cứ cho các cháu ăn trước. Rồi, mời cả nhà nhá. Hậu làm mẫu đi, ăn chơi. Bị cay mắt rồi. Mời cả nhà nhá. Đấy. Chẩm chéo. Mời cả nhà. Cảm giác như nào? Ngon hơn là gà ta hay là dai hơn, ngon. Ngọt hơn là như nào? Ngon, ngọt, dai, dai. Con gà này có nuôi được không? Thịt chắc lắm, nuôi được. Thế thì mình sẽ chọn cái giống gà này nhá. Nào, cháu Xuân lên nào. Các cháu đang còn rất là rón rén, không dám ăn miếng to đó. Miệt cơm cả cái đùi kia lên đi, ăn cho nó thoải mái đi. Đấy, đúng rồi. Chấm đi. Đấy, ngon thế cơ mà. Ngon thế, không ăn thì hơi phí. Cháu mời tất cả các bác ăn cơm cùng cháu. Chết. Được. Cái thế. Cay không? Chẩm chéo thì nó sẽ hơi cay các bạn ạ. Đây, mình sẽ bóc con gà ra để cùng ăn với mọi người nhá. Đấy, chỗ nhỏ. Đây. Để làm cho, ôi nóng quá. Nóng à? Đây. Phải có cái kéo, nhưng mà ở trên này thì mình chưa mua kéo ấy. Dùng tay thôi. Ui. Đang nóng hổi. Gà nóng hổi, gà xé nóng hổi. Gà đen xé. Dùng dao đi.
anh xé ra. Nóng quá. Ui. Gà này chắc thật con ạ. Đây. Miếng rất là ngon. Đấy, họ có vẻ chuyên nghiệp hơn đấy. Quen ăn thịt gà. Ừ. Con gà mình đã xé thành miếng hết rồi các bạn. Bây giờ là mình sẽ chiên thôi. Đấy. Ôi trời ơi, ngon quá. Ăn phao câu. Lần đầu tiên mình ăn phao câu đấy các bạn ạ. Đây. Phao câu gà. À, quay gần gần cho các bạn à, cùng à, xem và thưởng thức cùng mình. Đây, mời các bạn nhé. Món này à? Vâng. Ăn với chẩm chéo, có hợp. Đẹp. Làm một miếng nữa để cảm nhận nhá. Gà rất là ngon, có vị dai, ngọt thịt các bạn ạ. Mình sẽ phải bắt lên nuôi đàn mới gà đen này các bạn ạ. Quá tuyệt vời. Chấm với cái món chẩm chéo Tây Bắc của mình gì nào? Không còn gì bằng luôn các bạn. Đấy. Ăn khỏe quá nhá. Gà khá béo. Tưởng kiểu mềm mềm nhưng mà dai ngon đi. Da đen, thịt đen, xương đen. Chấm chẩm chéo. Tối nay trở đi chắc chắn sẽ ăn thịt gà dài dài quá đã. Nuôi gà. Cho thêm nước chấm vào. À, ăn hết thì chọn miếng nào thì chọn nhá. Cái giống con gà này thì nó cũng khá là đắt đấy. Bởi vì nó đang hot mà các bạn. Thịt nó ngon. Hôm nay dùng bằng tay hết rồi. Đây. Ăn miếng cánh. Con gà mình nuôi chắc cũng sẽ chắc thịt như này các bạn ạ. Mình đang tập cho nó lên đồi dần rồi.
ăn đi. Đây, ăn thịt đi. Đấy, xé ra ăn. Ăn khi nào hết con gà này thì mới thôi nhá, không để thừa. Vâng. Đấy. Đi chấm chấm chéo. Vào ăn nốt cái cánh. Vừa ăn vừa quay phim luôn ạ. Vừa làm cameraman luôn. Xong là vừa ăn luôn. Thấy các cháu mình ăn nên mình cũng không thể cứng đậy được. Đấy. Ngon quá. Ngon quá. Ngon tiếc rồi. Đúng chuẩn món gà đen xé chấm chẩm chéo luôn. Xương nó rất là cứng nha các bạn. Cứng hơn con gà bình thường của mình. Cứng như kiểu xương con gà thơm luôn. Hôm nào mình chọn giống này thì mình lại sẽ quay video tiếp nhé các bạn. Giống này thì cũng có mua ở ngoài thị trường khá là nhiều. Cơ bản là nó đắt hơn thôi. Ngon Nguyệt. Mai ăn một con nữa nhá. Da của nó cũng béo và giòn các bạn ạ. Béo giòn ngậy. Đây quả tim của nó này, đen thì xì này. Chấm chẩm chéo ăn. Mình nghĩ là nếu mà mình nuôi con gà này thì cái lời lãi của nó thì chắc chắn sẽ cao. Không biết là nó có lớn nhanh hay không, sợ nó chậm lớn. Anh em nào có kinh nghiệm nuôi gà đen thì cùng chia sẻ và để lại bình luận giúp mình nhá. Gà chắc thịt ngọt. Da giòn. Tiết của nó sau khi luộc lên thì nó cũng đậm hơn các bạn ạ. Thịt cũng đen, xương cũng đen. Gà đen mà. À, lòng mềm của nó. Cắt ra, chiến luôn. Thế này mọi người mình biết lòng mì gà mời các bạn nhá.
Chén em quả thủ củ cánh, nhất thủ nhì nhì vĩ nhất thủ nhì cổ cánh. Xương nó dài à, cứng rồi các bạn, nhưng mà xương cứng. Quá là ngon thịt. Ăn xong lát nữa đến đồi soi con ve các bạn ạ. Đi tìm ve về để xào chả ớt tiếp. Xuống. Bà cậu cháu mình sẽ ăn hết con gà các bạn. Gà thì quá là ngon rồi, mình sẽ chọn cái giống này để nuôi. Cái chương trình video của mình sẽ xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ cái video của mình nhá. Chào tất cả các bạn nhá. Chào mọi người. Và xin chào các bạn.